Super Deal 4 trong 1, dùng được cả 4 giai đoạn của cây nhé. Sử dụng từ lúc cây đang có lá non cho tới khi nuôi trái to hạt. Khi cây bắt đầu ra hoa thì nó sẽ có lá non và chồi non, thì các anh chị nên kết hợp thêm cả cái gói siêu và đọt này nữa để cho giúp cái cây điều nó bung được nhiều cái đọt non để có được nhiều cái đọt hoa đấy nhá. Sử dụng cho cây điều ở Kon Tum này. Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Cứ một cặp chai gói như này xịt khi cây điều đang có lá non đang chuẩn bị ra hoa, thì một cặp này các anh chị pha khoảng tầm 500 lít nhé. Cặp này nó sẽ giúp là dưỡng cả hoa và dưỡng trái này, và đồng thời nó còn giúp kích bật những cái đọt non ở trên những cái cây mà nó ra chậm hơn nhé, để cho có những cái đọt ra hoa trên cây điều nhé. Những cái nụ hoa điều nó sẽ ra đậu ở trên những cái đọt non đấy. Một cặp này pha được khoảng tầm 400 đến 500 lít này. Với cái số này thì các anh chị có thể pha được khoảng từ là 1.600 cho tới 2.000 lít nước này. Hàng nhập khẩu nhé. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau.